ông bà cô chú và các bạn. Hôm nay bà ngoại con sẽ làm món mì xào hải sản và bây giờ con sẽ giới thiệu nguyên liệu. Đây là ớt, cà rốt và hành. Đây là tôm, bạch tuộc và mực, mì, rau và gia vị với vợ dầu điều. Và bây giờ bà ngoại con sẽ làm. Đi làm. Bây giờ bà ngoại con sẽ bắt đầu xào mì nha. Mà con sẽ bỏ dầu điều vô trước. Tiếp theo là tất tỏi. Rất là thơm luôn nha ông bà cô chú. Giờ mà con sẽ bỏ hải sản vô. Giờ mà con sẽ bỏ vô. Chiều chiều luôn. Bỏ miếng luôn á. Màu nó rất là đẹp luôn. Quá ngon. Bây giờ mì của bà ngoại con đã chín rồi, mà ông bà cô chú cùng ăn, mời bà ngoại mời Kiệt cùng ăn. Mời các bạn cùng ăn các bạn. Đây là nồi gấp chưa? Nhìn quá hấp dẫn luôn. Nhìn quá ngon. Chưa ăn thử nhưng mà nhìn thấy rất ngon. Chưa đó mà nói rất đấy chứ. Rồi. Cái này là cái gì đó? Có mực. Ăn đi có lạc thì con xịt chút tương rồi đó. Cái gì đó con ăn thì con ăn. Bà có chú không ăn nha. Quá trời. Ngon. Dạ ngon. Rồi, như là... Cảm ơn ngoại. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Mực nó ngọt nó ngon. Nó trộn nó tươi nó ngon luôn. Trước khi mà bà ngoại cũng xào á, mực nó còn mực với tôm nó còn sống nên ăn rất là ngọt luôn nha ông bà cô chú. Đây là mực sống, mực thiệt tươi. Mực chú dùng, mực có dùng rồi. Mời các bạn mực rất ngon các bạn ơi, mực nó giòn nó ngon, mực tươi nó giòn. Cái nước tương ớt nó không xịn tương ớt hay nước tương? Tương ớt. Có. Cay nữa ha. Cay lắm á. Ít thôi. Khi bỏ chai nữa. Anh sẽ còn bỏ không được. Còn đó. Đầy lắm nghe nhỉ. Chịt miếng thôi. Cái chậm gà xíu. Rất là ngon. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Tôm nó rất là ngon các bạn. Tôm sống mình về mình lột mình xào ngon. Giòn lắm. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Ăn
kịp. Ngon không dữ vậy? Ngon. Ngon không? Ngon. Con để mềm ăn luôn, giỏ ăn đuôi luôn. Tôm giòn ngon quá à. Đuôi bỏ đi. Đuôi nó mềm ăn ngon. Đuôi con ăn mất cổ à. Ăn từ từ cái đuôi á. Bỏ mày đuôi đi. Bỏ đuôi con đuôi ăn đi. Tôm với mực tươi ngon quá, giòn cũng ngon. Quá ngon. Ngon. Đúng ngon. Tôm giòn ha. Mực cũng vậy. Ngon quá trời. Giòn ngon. Mà ông bà cô chú cũng uống. Ăn mì đó không? Nữa ha. Sao con ăn này đi. Ăn mì đó không? Dạ. Dạ. Bà các bạn ăn nước nha các bạn. Ngon, bà có chút ăn nước. Ngon hả chị? Ngon. Bây giờ đến là kết thúc rồi. Nếu ông bà cô chú và các bạn sẽ